tam quy mạng lệ u minh giáo chủ bồ tát ma địa tạng bồ tát ma tát lại đường từ bi đại giáo chủ địa là dạy cha tạng chưa đủ cõi nước phương nam nội mây thơm vòng vũ mây sinh mưa bão số không lường lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường người trời bạch Phật nhân dị thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường chư Phật ba đời đồng khen chuông mười phương Bồ Tát chung tin tưởng nay con sẵn có thiện nhân duyên người khen địa tạng đức vô lượng lòng từ do chưa hạnh lành trải bao số kiếp đồ sanh hồi nàng trong tay đã sẵn gậy vàng dòng tan cửa ngột cứu toàn chúng sinh tại cam châu sang tròn vinh hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên diêm vừa trưa điện chẳng hiền đại cao nghiêm cảnh soi liền tội căn địa tạng bồ tát thượng nhân chứng minh công đức của dân nhiêm phụ hòa đại bi đại nguyên đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát nguyện mấy hương màu này khắp cùng mười phương cõi cũng vô tơ cả vẫn tô pháp các bồ tát vô biên chúng thanh văn vì người đại sáng chói trùm đến vô biên cõi xong gặp các chúng sinh đều phải bồ đề tâm xa lìa những nghiệp vọng trọn nên đạo vô thừa nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát ma ta lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phật nay con phát nguyện lòng thọ trì trọn bộ kinh địa tạng trên đền vô mượn nặng dưới khu phố tam độc nếu có ai thấy nghe điều phải bồ đề tâm hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Thích Ca Mâu Ni Phật pháp vi diệu rất sâu vô lượng trăm nghìn muôn kim ngó gặm nay con thấy nghe được thọ trì nguyện hiệu nghĩa chân thọ của Phật nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sanh độ tân phương chân bồ đề đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn tạng đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát kính địa tạng bồ tát bổn nguyện thần thông trên cung trời đao lợi phạm thứ nhớ phật hiện thần thông ta nghe như thế này một thở nọ Đức Phật vì thanh mẫu mà thuy pháp luôn đó bơ cả thuy tơ cả chư Phật và đại Bồ Tát ở trong vô lượng thế giới ở mười phương. Rồi đồng khi ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trường mà hiện xương đại trí tuệ thọn thọn chẳng thể nghĩ bạn để điều vô chúng sinh. Rõ pháp khổ pháp vui càng xong chư Phật điều sai đi và kính tam đương thế tôn bấy giờ đường Như Lai mỉm cười vọng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ lớn như là vườn mây. Vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí tuệ, vườn mây sáng rỡ đại ba nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kỳ tượng, vườn mây sáng rỡ đại phương đức. Vườn mây sáng rỡ đại quý y, vườn mây sáng rỡ đại tan tan đức Phật phóng ra bơ cả thì vườn mây sáng rỡ như tế lại phải ra các thứ tiên quý diệu như là tiên trì giới độ tiên nhọn nhộn độ tiên tên tông độ tiên thiền định độ tiên ba nhã
nhà đô tiếng từ bi tiếng nghĩ xà tiếng dài thọ tiếng vô đấu tiên trí tuệ tiên sư tượng ông tiên đài mây xám lơ rồi rầu mọi họp khi Đức Phật phát ra bơ khả thuy bơ khả thuy tiếng vi diệu như thế sống thời có vô lượng ứng hàng trời rầu quy tấn ở cổng cõi ta bà cũng đến hội ấm nơi cung trời đạo lợi như la trời tự thiên vương trời đạo lợi trời tu nhiễm ma trời đầu xuân đã trời hỏa lạc trời tha hoa tư tại trời phạm chung trời tiểu quan trời vô lượng quan trời quan âm trời tiểu tịnh trời vô lương tên trời biên tính trời vượt sanh trời phương ái trời quán quả trời nghiệm sơ trời vô lượng nghiệm sơn trời vô tướng trời vô phiên trời vô nhiệt trời thiện kiên trời thiện nghiện trời xa cô canh trời ma nghi thu là cho đến phi tường vị phi tường sơ tơ ca thiên chúng long chúng gồm cả chúng quỷ thần lại có những vị thần ở cõi ta ba gồm gói nữ phương kể như thần biển thần sông thần rành thần kê thần núi thần đất thần sông chạm thần lúa ma thần chủ ngại thần chủ đêm thần chủ ăn uống thần cây có kèn vị thần như thế điều đến hội hợp lại có những đại quỷ vương ở cõi ta ba gồm cõi nữ phương kể như ác một quỷ vương quỷ vương đàm thai nón quỷ vương hành bền quỷ vương nhiễm đồng quỷ vương tự tâm quỷ vương vương lời quỷ vương đài ải kinh quỷ vương các quỷ vương như thế điều đến hội hợp đưa vào khoe cõi tịnh ngã mâu ni báo ngài văn thù sư lợi pháp pháp vương tự ngài bồ tát rắn ông xem gói tất cả chư phật bồ tát qua trời rồng quỷ thần đó trong thế giới này trong Ấn Độ này còn quân độ các nay đều đến hội hợp tại cung trời đạo lợi như thế ông có biết số bao nhiêu chẳng ngài văn thù sư lợi bản vật rằng nếu dồn thần lượng của con để tinh đêm trong nghìn kim cũng không biết là số bao nhiêu được vâng bao ngài văn thù sư lợi rằng đến ta dùng vật nhạc sẽ mấy còn không đêm si số tánh phạm này Bồ Tát từ đó kiếp lâu xa đến nay quần đã độ đường độ chưa độ quần đã thành tổ đường thành tổ chưa thành tổ ngài văn tu sư lợi bánh được phận rằng từ thở lâu xa về trước đạn trí vô ngài nghe lời đơ vợ nói đó thời tên nhận liền còn hẹn tiêu qua thanh văn rồi rong tam bồ chúng và những chúng sinh trong đời sao dầu nghe lời thành tờ của Như Lai nhưng chẳng là thanh lòng nghi ngờ cũng chưa gọi quỷ ban cuối mong đường thế tôn nói rõ nhân địa của ngài địa tạng bồ tát ngài tu tam diên hành làm nguyện gì mà thành tổ đồ sở không thể nghĩ bán như thế được phần báo ngài văn tù sư lợi rằng lầm lợn lôi mẹ rẽ lao đa nỗi bồi bạm trong cõi tam ni đại thì cứ mò vẫn là mò sợ mắng rồi cứ dỗ cát trong mỗi sợ mang mò mò cát là mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ mò hẹ bụi nhỏ rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong mò kiếp đều đem làm kiếp cả từ luôn ngài địa tạng bồ tát chân quả vì thơm địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên uống là những thở ngài bằng thanh văn và bớt chi vân này văn thù sư lợi quay thân thể nguyên của bồ tát đó không thể nghĩ bàn đến được về đời xa nếu có cái thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tư của địa tạng bồ tát vài lại quả sơn danh hiệu quả cúng dường nhận đến vẻ khăn đắm sơn hình tượng của địa tạng bồ tát tới người đó sẽ được một trăm lần xanh lên cõi trời đạo lợi vĩnh viễn chẳng còn bị xa đỏ vào trưởng giả tự phan nguyện này văn thù sư lợi trải qua bao bớ cả thuy kim lâu xa về trư tiên thượng của ngài địa tạng bồ tát làm một vị trưởng giả tự luôn đó trong đời
sư tử phân con cụ tố vẹn ảnh Như Lai trường dạ tự thay Đức Phật tương mạo tốt đẹp người phước trang nghiêm mời bánh hội Đức Phật tu ánh nguyện gì mà đăng tôn đếm như thế kỳ ấy. Vạn hạnh Như Lai báo trưởng giả tử rằng muôn chứng được thân tướng tôn đêm này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa đô tho tất cả dụng sinh bị khốn cố này vẫn thù sư lời. Lệ phán nguyện rằng từ nay đến cổ số chẳng để kể xiết ở đời sao tôi vì những chúng sinh tội có trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát. Mời chứng thành Phật đạo bởi ở trước Đức Phật sư tử phân còn cụ tu vạn hạnh Như Lai ngài làm nguyên rồng đỏ đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bơ cả thủy kiếp. Bồ Tát Bà La Môn nữ cô mẹ lại thọ bận ca tư nghi vô số kiếp về trời luôn đó có Đức Phật hiểu là dạng hoa đến tư tay vương Như Lai Đức Phật ngày thọ đâu 400.000 muôn ức. Trong mời tướng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn người này nhiều đời chứa phước sâu dây mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chữ tiếng thường theo hộ về. Thường kinh ghi ngôi tam bảo thọ ngay mạng dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người giàu làm cho bà mẹ người danh tranh ghi nhưng mà bà mẹ người chưa tới nắng chẳng bao lâu. Thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngộm lôn đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả liệu chẳng phải theo nghiệp quậy ma sanh vào đường nghe thanh nữ bèn bán nhà đơn sắm nhiều hương hoa. Tại cái chùa Tháp Tờ Đức Phật giác hoa định tự tại vương trong mọi ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật dạng hoa định tự tại vương năm vẻ hoài dung đủ cánh tôn nghiêm thành nữ chim bái tượng của Đức Phật. Tự nghĩ thầm ra Đức Phật là đơn giác đại giác đủ tất cả trí tuệ nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất tôi đến bà nói và chẳng thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào nghĩ đến đó. Chạm nhìn tưởng Như Lai mà lộ nguyên liên mãi bỗng nghe trên nữ không có tiếng bảo rằng tha nữ đường không kia tôi đừng có bị ai qua lắm nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Hương lên nữ không mà vai rằng đơn thần nào đó mà dạy bớt lòng sầu khổ của tôi như thế từ khi mẹ tôi khuất đến nay tôi thường nhớ ngày điểm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Ngờ rằng ta là Đức Phật quá khứ giác hoa định tự tại vương Như Lai mà người đương chim bay đó thấy người thường nhớ mẹ rồi hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo thanh ơn. Xịu xuống tay chân mình mấy điều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại rồi bà cùng trên hư không rằng cuối sinh Đức Phật thương son. Của mẹ con nay thần tâm của con sám chết mà đơn giản hoa đình tự tại vương Như Lai bao thành nữ rằng cũng dù xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay đắng nghĩ tưởng danh hiệu. Của mẹ ngươi lễ vợ xong thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay tân niệm danh hiệu của giang hoa định từ tại vương Như Lai trải xuống một ngày một đêm bồng thay. Bờ biển nghĩa nước tròn biển đó soi xồm xồm có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bạn sáng bay nháy trên mạng biển chạy ráo bên này xua đuối bên kia thấy những trái cùng gài xô nhiêu đến nghìn muốn thoát chìm đoạn nồi. Lại thấy quỷ già xó hình thù điều lá lộ quắn nhiều tai nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng ranh dĩa ra ngoài miệng bên nhọn được gươm lùa những người tội gần thú dữ rồi quỷ lại chơm bán người tội.
Rồi lại hình ràng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ đưa sứ niệm vẫn nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quý vương tên là Vô Đọc đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thanh nữ rằng hãy thay. Đến chỗ này thanh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào. Quỷ vương Vô Đò đáp rằng đây là tầng biên tư nhân ở phía tây núi Đại Thiên Vi. Thanh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi việc ấy có thiền như thế chăng. Vô Đò đáp rằng thì có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để được đến chỗ địa ngục đó. Vô Đò đáp rằng yêu không phải sự quay thật đã không bao giờ đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người. Vô Đọc đáp rằng những người tối trong biển này là những kẻ tạo án ở cõi Diêm Phù Đệ mới chết trong khoảng 49 ngày. Còn người kê từ đấy làm con đưa ngâu của vớ khổ nạn cho luôn xong. Vì thế nên cứ theo nghĩa mê của họ đã gây tạo mà cảm lấy qua bao ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lối qua biển này cạnh biển này mới muộn. Do tuần về phía đông lại có nhộm gãi khai miếng sự thông khổ. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ. Trong đó cạn trội ngân đó đều là do những nghiệp nhân sâu xa của ba nghiệp bà cảm vội ra đóng gói là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này vậy thanh ơi. Vô Đọc rằng địa ngục ở đâu. Vô Đọc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đơn số trăm ngàn. Mỗi ngục đều khác nhau. Mỗi địa ngục lớn thời có 18 chỗ băng ghế đó có 500 chỗ. Bàn ghế nữa có đến ngàn trăm cũng đầy không lường sự thông khổ. Thanh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mời khuất gần đây không rõ. Thần hồn của ngươi phải xa đọa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thanh nữ rằng quê làm những nghiệp gì. Thanh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngồi tam bảo hòa co lô tạm đời tinh chanh va xong rồi chăng kính dầu có không bao lâu. Vô Đọc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thanh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà la môn. Thân phụ tôi yêu là Thi La Thiện Kiên. Vô Đọc chắp tay thưa thanh nữ rằng xin thanh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lâm nữa. Tội nữa duyên đế lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người lệ vạn tu tạo phước lành cung dường chỗ ta thờ đức giác hoa định tự tại vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đang thoát địa ngục mà ngày ngày đó những tội nhân vô gian. Nói xong quỷ vương chăm tay chào thanh nữ mà cáo lui. Bây giờ thanh nữ giường chim bao chờ tên rõ biết viện đó rồi bèn đói trước tha tường của đức giác hoa đình tự tại vương Như Lai mà phát tệ nguyện rộng lớn. Từ nay nhận đến đời vị lai những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi làm ra nhiều phương trước làm gió chúng đo được giải thoát đức phận báo. Ngài văn thụ sư lời rằng quỷ vương Vô Đọc. Còn thanh nữ bà là môn đó nay là địa tạng Bồ Tát vậy kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện phân thân tà mọi phạm thứ hai hóa thân cùng quyến thuộc luôn đó phân thân địa tạng Bồ Tát. Và muộn ương bớ cả thơ bớ cả nghĩ bớ cả lượng bớ cả thuyên vô lượng vô số thế giới đều đến hội hợp tại cung trời đau lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thần đó hiền với nhượng chúng đã được giải thoát. Còn điều đông đến số ngờ muôn ước na do ta đồng cảm ước hoa đến cung dường và những chúng sinh đến với phân thần đo thấy điều nhờ địa tạng Bồ Tát giáo hóa
làm cho trụ nơi đau vô thường. Đàn ông còn thôi chuyện nhận chung đó, từ kim lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng. Giấc nhờ lòng từ bi lớn và tuệ nguyện sâu dây cuối ngay Địa Tạng Bồ Tát. Chôm đó khi đã đến cung trời đau lợi lòng ngõ vui mừng hơn, ở chim ngưỡng được Như Lai mắt nhìn mãi không rời được Như Lai an ủi quỷ thay. Bây giờ Thế Tôn giơ tài sắc về so đành của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát. Bơ cả nghĩ bơ cả lượng bơ cả thuyết vô lượng vô số thế giới mà giải rằng ta ở trong đời ai cũ trượt giao hoa những chúng sinh can cường như thế làm cho lòng chúng đó đều vốn bỏ tà về chanh. Mọi ai phận chúng sanh quen theo tánh nét muôn độ chúng đó, ta cũng vân nghìn trăm thước thân làm ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tên nhân mới thành tựu được thiện quả. Quả có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kinh tinh ngưỡng mộ, ta phóng ra nhiều thân đồ thoát những hạt chúng sinh mỗi mỗi sai khác như thế hoặc hiện ra thân trai. Ra quán hiện ra thân quỷ thần, quán hiện ra rừng nuôi sống ngồi áo ra suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đổ họ cho đường giải thoát. Quán hiện ra thần thiên đế hoặc hiện ra thần trời phạm vương, thần quảng vương quảng hiện ra thân cư sĩ, quảng hiện ra thân tể phụ, quảng hiện ra thân các hàng quen thuộc, quảng hiện ra thân tỳ kheo ni u bà tát u bà di. Nhờ thần thanh văn la ngàn bớt chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh, chớ chẳng phải chỉ có thần phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông thêm ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát khai hoa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều vốn được thời phải theo nghiệm thọ bao nhiêu, khi chúng đó coi bị đó vào đường giữa chiếu nhiều sự thông cố thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ơn còn pho chung. Cho dân làm cho chúng sinh trong gọi ta bà đầy điều đến lúc Phật Di lắng ra đời điều đắng giải thoát khỏi ăn các điều khổ gắm Phật đưa Đức Phật thọ kỳ bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát. Rồi lệ thương em mà bánh cột Đức Phật rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dẫn diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn để đô trí tuệ rộng lên. Muôn hàng ngà xa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm ngờ muôn thân ươm mọi thân đó quá độ trăm ngờ muôn ước người làm cho quỳ kênh ngôi tam bảo gọi hạng vọng sanh tử hưởng vui niết bàn. Chỉ là việc lành bằng một sợi lông một giọt nước một hạt cát một mũi nhỏ hoàn chỉ bằng trường mái lông tóc con đều đồ thoát lần lần làm cho chúng nó được lời in lần cuối mong đừng nhớ lại chớ vì những chúng sinh. Lời lặng cuối mong đứng Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bệnh cùng Đức Phật ba lần như thế đô mày Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng đơn tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng quả bồ đề kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện quen chúng sinh nghiệp duyên phẩm thứ ba phật máu thừa hồi luôn đó. Vừa nhận chạm tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát thánh giả chúng sinh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai các cảm thọ quả bao ra thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp ra trong ngời muôn thế giới địa ngục quảng nơi thời không có địa ngục, quảng nơi thời có hàng nữ nhân, quảng nơi thời không có hàng nữ nhân, quảng nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhận đến Bậc Thanh Văn và Bất Chi Phật, vân vân.
Tôi bảo nơi địa ngục sai khác tôi đâu, bà mẹ gia phu nhân lại bệnh cùng Bồ Tát ra. Tôi mua nghe tôi bảo trong có diêm phù đề chiêu cảm lấy a đau. Ngài địa tán đam rằng thánh mẫu trong một ngày lặng nghe. Bồ Tát lượng thượng bây giờ ngài địa tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng danh hiệu của những tội bao trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ. Mày đến người muôn ư kiếm công lúc nào mộng ra gọi được, như có chúng sinh nào còn lòng ác làm thân Phật bị thương cháy máu khinh chê ngồi tạm bảo chẳng kinh tinh điện cũng phải chẳng đọ vào vô gian địa ngục trong muôn ư nghìn ức kiếp không khi nào. Hoàng có chúng sinh xâm tổn của thượng trụ ô phạm tăng ni quản tư tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền quản nhi quản ngại những chúng sinh đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong muôn ức kiếp. Như có chúng sinh giả làm đầy sa môn kỳ tự tam vắng vải sa môn làm dụng của thượng trụ vải phạm giới luân gan gắm hèn bạch y tao nhiều điều tội ác hẹn người như thế. Trong người muộn ư kiếm công lúc nào mộng ra gọi đường quảng có chúng sinh trộm cắp những tài vận lúa gạo đồ ăn uống y vô vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vợ kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục. Phải được ngài địa tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó thời phải đó vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng giữ đau khổ chừng quán một niệm. Bà mã gia phu nhân lai bệnh cùng địa tạng Bồ Tát thế nào là vô gián địa ngục. Ngài địa tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi Lần có 18 chỗ thư kê. Thưa kể lại có những ngàn rằm danh hiệu cũng điều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gian đó gia vọng ngôn thành lớn tam muôn dặm thành đỏ thuận bằng xa cao đến mộ muôn dặm lửa cháy trên thành gọng có lỗ nao hồ trong. Nhà điều có danh hiệu sai khác riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục này chu vi một muôn tam nghìn dặm từ ngục cao một nghìn dặm toàn bằng xa cả lửa cháy ở ngõ suốt trời suốt dưới trên từ ngục răng xăng. Bên này sang bên kia trong ngục có vừa rộng cam muôn dặm một người thọ tối tơi tự thấy thân mình nằm đầy chẳng cả dược đến người muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chẳng cả trên giường đó là do vì ra đó cảm về như thế lại những người tội chiều đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ so cùng với các loài a quỷ răng nanh bén nhọn đường gươm cà mát chòi sen như chớp nhọn mông tài cũng như đầu mõm ruột bặm chăng. Ba dạng đâm vào mình người tối quảng đâm trúng miệng mũi quảng đâm trúng bụng lưng rồi dòi lên trên công lây chỉ hương lây để lại trên giường lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội lại có răng sắt. Lời lỏng đồ cắm trong thân thể điều lấy đinh dài lỏng suốt giường kéo lưỡi ra rồi cài bừa trên đó lôi kè người tối nước đồng đổ vào miệng dây sáng mông đò quấn lấy thơ người tội một ngày một đi muôn lần chết muôn lần sống lại. Trai hoa ư kim ngôn lúc nào mộng ra gói đừa lộn thế giới này hư hoại thời xanh nhờ quá đi ngôn mà thế giới ca luôn thế giới khác đó hư hoại thời lại xanh vào cõi khác nữa. Thời cũng xây và xanh vào cõi khác đến khi thế giới này thành xong thời xanh trở vào thế giới này những sự tội báo trong ngục vô gián như thế lại địa ngục đó do có năm điều kịp cảm. Dường gì một tội nhân trong đó chiều gõ ngày lợn đêm nhớ đến trải qua số kiếp không lúc nào ngẩn ngớt nên gọi là vô gián hai một người tội thân đầy cho cá ngột nhiều người tội mỗi mối thân cũng đều đầy chẳng cá ngôn.
Bà nhân khi cô đê hành hình tội nhớ nhớ chị ba gãy diệu hâu rắn xói cho coi giá coi sai cửa đột dao mát cháo dầu soi lười sáng dây sát lừa sát cửa sát da sông điện đầu nưa sàn nông rưỡi thân. Kẻ đời ủ nữa xa xôi từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp nhận sự khổ sở nói nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián hơn thông luận là trai hay gái mượn mang mọi rần. Là quỷ hệ gây tội ác theo đó mà càm lấy tất cả điều đồng chịu có nên gọi là vô gián nếu người nào bị đó vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm luôn lần chết muôn lần sống lại. Mà niệm cũng không đặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài địa tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng nói sơ lược về địa ngục vô gián. Lệ anh tội cùng những sự thông gỗ trong địa ngục đó dầu đợi xuống mỏ kiếp cũng không thế nào cho nó hết đường bà ma gia phù nhớ nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong gồm xiết lo rầu. Mà lùi ra kính địa tạng bồ tát bộ nguyện nghiệp cam của chúng sinh phẩm thứ tư bồ tát vẫn chỉ lúc đo ngài địa tạng đại bồ tát bạn cũng đưa phật rằng bạn đức thế tôn con nửa sớm quay toàn của nửa Như Lai. Lệ cụ vợ tất cả chúng sinh bị nghiệm bảo nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra những như thế được nay con lại được Như Lai phó chốt từ nay đến khi ngài A Dợt ta. Cho nên trong sao được điều đặng độ thoát sinh văn bản đơn thế tôn xin đức thế tôn cho lo bây giờ đừng vâng báo ngài địa tạng bồ tát rằng nhân chúng sinh mà chưa được giải thoát thành thứ của nó không định để quen làm như còn quen làm lành thời cơ thành quả báo lành làm lành cùng làm giữ tùy theo cảnh nhiên mà sánh ra lần mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng ớt mê lầm chương nàng. Nhớ vị trần vị như loài cá bơi lội rong nương nuôi theo dòng nước chảy thọt hoặc tạm ra được rồi lại mắc vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó đời trước trong tròn đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp. Chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo nhi đình tư tài vương bạch hỏi khi đó phần dạy lời như thế xong trong phá mọi có vị đại bồ tát yếu là đình tư tài vương bạch cùng được vẫn răng bạch thế tôn từ nhiều kiếp đến nay. Vì mà nãy đường được thế tôn ăn còn gọi khen như thế cuối mồm được thế tôn được nói cho bây giờ đừng thế tôn bao ngày định từ tại vương bồ tát lắng nghe vai kia suy xét đó. Ông vua tướng lớn con vô lượng vô số má do ta bớt gà thì nghiêm về thọ trưa luôn đó có đức Phật ra đời hiệu là như thiết trí thành tụ Như Lai ơn cung chánh biến tri mơ nàn tốt thiền tại thế gian dài. Thì nhờ sư vật thấy tôm đức Phật đó thọ sao muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài là vua một nương nhỏ kia kết bạn cùng vua nước lân cận ngay vua đồng tân hành mười hạnh nguyên làm lợi ích cho nhân dân nương dân. Và nhiều tạo những nghiệp mạng hai vua cùng nhau bèn thỉnh tim những phương trước để chắc diệu dẫn chung ấy một ông phát nguyện tôi nguyện sớm thành vợ sẽ độ dân chung ấy làm cho điều đường giải thoát không còn thừa một ông phát nguyện. Thời ngộ làm cho điều đắng an vui những quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành vợ đức Phật báo ngại định từ tại vương bồ tát ông vui phát nguyện sớm thành vợ đó chính là đức Như Thi trí thành tụ Như Lai. Nhờ nhộm sinh tôi ngô thời chưa chịu thành phận đó chính là ngài địa tạng bồ tát đây vẫy quan một cô mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thọ trưa có đức Phật ra đời hiệu là liên hoa một Như Lai đức Phật đó thọ 40 kiếp.
Phở đường cô đô chung sinh nhân vi đi tuần tự giao hoa. Mọi người la ngang gặp một người nữ tên là Quen. Một nàng này xăm sữa đồ ăn cung dường la ngang thọ cúng rồi ngồi nàng muôn những gì Quen. Một thưa rằng để nhờ đó mà cụ vợ thân mẫu tôi chẳng rõ thân mẫu tôi tác sinh vào đường nào. La ngán nghe nói cảm thương bèn nhập chánh định xa quán sang thời thấy bà mẹ của Quen. Một đó vào chôn địa ngục rất là khổ sở. Mọi người lộn xanh điên ta làm những anh nghiêm gì mà nay phải đỏ vào chôn địa ngục ra cô sợ như thế. Quen bộ thua ra ngày còn sống thân màu tôi chỉ ưa ăn thịt loại cá trành vẫn nhiều là ai ăn cá con và trành con. Thằng ở mạng cho tòa mạng nêu tin đêm số cá trành của người đã ăn đến thời đến hơn nghìn muôn nghìn xin tôn giá thương xót chỉ vậy phải làm canh nào để cứu thân mẫu tôi. Ngài nguyện quen một rờ người mau phải đem lòng dĩ thành mà niệm đức danh hiệu liên hoa một Như Lai thời kẻ còn cùng người mất điệu được phước lời. Quen một nghe xong liền xuất tiền của hoa tư vật mà thợ cúng nạn lại đem lòng cung kênh. Đành lệ chờ vào đêm đó nàng diễm bao tay tôn của Đức Phật sắc vàng sang chói như hòn núi Thu Di. Đức Phật vọng xanh sang mà bảo Quen một rằng chẳng bao lâu đây thần máu người sẽ tác sanh vào trong nhà của người. Sao đó đưa tơ gái trong nhà xanh mồm đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn không mà nói với Quen một rà nghiệp duyên trong vòng rảnh tơ phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tôi tầm nhà vượng lương của người đến nay thương thọ dánh làm kẻ hạ tiện lại thiên số mẹ ngắn ngôi. Năm 13 tuổi đây sẽ bị đỏ vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở. Quen mơ mi chẳng là mẹ mệnh nè nghe ngào không lâu mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thôi phải tư biết tội của mình đã gây tạo ảnh nghiệp gì mà chỉ đỏ địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại mà tỏ bao cô nếu không nhớ vớ lượng của người cô nạn cho tôi thời gử theo mọi nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát có Quen một hỏi rằng nhưng việc tôi bao trong địa ngục ra làm sao. Đứa trẻ đáp rằng những việc tội có nói ra giờ đến trăm ngàn năm cũng không có ngân thừa hoàng mô nghe sống anh không rơi lệ mà bánh cụm dưỡng ơ không ra nguyện cho thân mò tôi hối ngắn địa ngục khi mạng 13 tuổi không còn có trong tội cũng không còn đo vào an đạo nữa xin chư Phật trọng mười phương. Vì mẹ mà tôi vang nguyện rộng lớn như vậy thân như thân mẫu tôi gọi hẳn chốn tam đồ vàng hẹn ngã tiền cùng thân gái cùng nghiệp không còn sợ những quả bao sau đó nữa tôi đối trước tường của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa một Như Lai. Từ ngày nay nhận đến về sao đến trăm ngàn muôn ngờ kim ngông những thời giới nào mà các hè dũng sinh bị tội khổ nơi địa ngộ cuồng ba ác đạo tôi nguyện ngủ vơ chung đó làm cho tất cả đều tho gọi chốn ác đạo địa ngộ súc sinh. Kẻ mạng phải tôi báo như thế thành vật cả rồi vậy sao tôi mới thành vật bậc chánh giác. Quen một phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa một Như Lai giải rợ này Quen một nhà ngươi và ra lời tôi nguyện rộng lớn như thế đòi lại làm ta quen sang thấy mẹ nhà ngươi lúc mạng 13 tuổi khi bỏ bao thân này sẽ than sanh làm người phạm dĩ xong lâu trăm tuổi sau đó về sanh cười cõi nước vô u. Xa rôm sẽ thành vận độ nhiều hãng người rối rô đông như số các sông hà. Đức Phật bảo ngài định tự tay vương Bồ Tát rằng vị là nghe phước lành đồ thoát Quen một thở đó chính là vô tận ý Bồ Tát thân mò của Quen một là ngài giải thoát Bồ Tát.
Trộm nhiều kiếm lâu xa về trước ngày ngõ lòng từ mặn và ra ngà xa số lời để nguyện độ khác chúng sinh như thế trong đời sao như có chúng sinh không làm lành mà làm án nhận đến kẻ chẳng tin luận nhân quả kẻ tà dâm vọng ngữ. Vì bản đại thừa nhân chung sinh có tội nghiệp như thế là chẳng vay vì đó vào án đà nếu gặp được hàng thiện tri tớ nguyện khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát chờ trong quán cái mông tay. Họ người bảo thô nói ma án đà nếu người nào có thể quy kính và diễm ngược đánh lễ ngợi khen cúng dường cũng những y phụng đồ ăn và mua các thứ trong báo thời người đo trong trăm người muôn ước kiếp. Tha vì diệu quảng lô vương trời ngờ sanh xuống nhân gian văn còn thường là vị đế vương trong trăm nghìn kiếm lại nhớ được cõi nguồn nhân quả trong các đời trước của mình này đỉnh tư tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thọ rất lớn không thể nghĩ bàn. Khang âm nhân bận mơ ta phải ghi nhớ kinh này ồ thiên mơ lũ rộng ra ngày này định tự tại vương bồ ta đỡ vợ rằng bàn đức thế tôn sinh vợ vợ lọ nghĩnh muôn ước đại bồ tát chúng con đều có thể nương ngoài thần của phật mà tuyên lưu rộng kinh này. Cho nên ngài đình tư tại vương bồ tát bảnh với đức phật xong bèn cung kính chắp tay lễ phật mà lui ra tới thiên vương hỏi phật bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bảnh cùng đức phật rằng bà đức thế tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhắn lại tại sao ngày nay ma vân đồ chương ến ngày lại còn phải phát nguyện rộng lớn nữa cuối mồm đức thế tôn dạy cho chúng con rõ đức phật bảo bốn vị thiên vương rằng hãy tại ngay tay này vì muốn được sự lợi ích cho chúng sinh hiện tại và vị lai mà nói như sơ phương tiền của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở đường sanh tử nói diêm phù đề ở ta bà thế giới này vị lâm từ mong son thường mà cứu vớt độ thọ tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ bốn ông thiên vương. Chúng con sẽ muốn được nghe vương thì giáo hoa đức phật bảo bốn ông thiên vương rằng từ kiếp lâu xa nhắn lại chúng lên văn con chưa mang nguyên ngày tưởng so chúng sinh mắc tội gỗ đời này lại quan sát vô lượng kiếp về sao tội gỗ cứ lấy dây mãi không dứt vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề vương nhờ đề gia hoa chúng sinh này bộ mong thiên vương ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sang hại loài sanh vận thời ngài giải rõ quả bao vị ương lý đời trương mà phải bị trên nhiều nếu gặp kẻ trộm cướp thời ngài giải rõ quả bao nghèo khốn khổ sơn. Nguyện ơn nhiều gặp kẻ nói lời tổ ác thời ngài giải rõ quả ba quyến thuộc kình trong nhau nếu gặp kẻ hay kính chê thời ngài giải rõ quả bao không lưỡi miệng lỡ nếu gặp kẻ nông giận thời ngài giải rõ quả bao thân hình xấu xí tàn tật nếu gặp kẻ bon sen tham đưa tội nguyên nếu gặp kẻ muộn lôn sáng bắn thời ngài giải rõ quả bao kinh ái đến cuộc mắt mẹ nếu gặp kẻ trai lành nghịch cha mẹ thời ngài giải rõ quả bao trời đất trô lộn nếu gặp kẻ đồn núi rừng cây có thời ngài giải rõ quả bao cuộc mê đến trên thời ngài giải rõ quả bao tác sanh trở lại hiện đời bị rối vò nếu gặp kẻ dồn lưới bắn chim non thời ngài giải rõ quả bao côn nhột chi lìa nếu gặp kẻ quy ban tam bảo thời ngài giải rõ quả bao đôi đi cầm ngọn nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp nếu gặp kẻ làm pháp của thượng trụ thời ngài giải rõ quả báo ước kiếp luân hồi nơi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhôm người hạnh thanh tịnh và vô bán tăng gia thời ngài giải rõ quả báo ở mái trong loài xuống sinh nếu gặp kẻ dồn nước sôi thời ngài giải rõ quả báo phải luân hồi thượng mà lẫn nhau nếu gặp nghiện phá giới phạm trai thời ngài giải rõ quả báo cầm đủ đôi cái nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý thời ngài giải rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt
ngày dài đò quả bao tiền nga khi người sải kiến nếu gầm kẻ đâm chọn khi gỗ thời ngày dài đò quả bao không lưới hay trăm lời nếu gầm kẻ tà kiến hay mê tin thời ngày dài đò quả bao thọ sanh vào chốn hèo lanh những chúng sinh trong cõi diêm phù đề kênh qua đam ngờ mua sờ bảo ứng như thế này chỉ nói sờ lượng đó thôi những nghiệp cả sai cái của chúng sinh trong chốn diêm phù đề như thế địa tạng bồ tát dồn trăm nghìn vượng trường đề cô giáo hoa đồ những chúng sinh ấy trước phải chiều lấy ca quả bao như thế là đoạn gọi vì thế nên các ông là bản hộ về người cùng bao trời gọi nữa chớ để những nghiệp chương đó nó là mê hoặc chúng sinh bốn ông thiên vừa nghe xong rơi lệ tạng tờ chậm tay lễ phật mà lui ra kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện quyện thường ở bộ nguyện địa tạng hà đoạn hiền qua đô quân mong đời ngũ trường họ thông chúng sinh khen cường ha vui khổ vô cùng nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện danh hiệu của địa ngục phạm thứ năm phổ hiền thưa hỏi luôn đo ngài phổ hiền bồ tát thưa cùng ngài địa tạng bồ tát rằng thưa nhân gian và đoạn ca chôn sinh nghiêng tài cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ bao của hàng chúng sinh bị tòi gỗ trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này hòa bảo không lành làm cho chúng sinh trong thời mẹ phá sau này biết rõ nhận quả bao đó ngài địa ngục bồ này địa tạng bồ tát đáp rằng nửa nhân giả nay tôi nương quay thần của đức phật cũng quay lừa của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cũng nhân sơn danh hiệu của điện ôm thưa nhân già vượng đông vô diêm phù đề có dải núi tên là thiên vi dải núi đó tôi tám gồm có ánh sáng của mặt trời mà trăng trong đó có địa ngục lớn tên là gần vô giang lai có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là tư giang lại có địa ngục tên là hỏa tiện lại có địa ngục tên là giáp sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thi xa lại có địa ngục tên là thi sàng lại có địa ngục tên là thiết ngôn lại có địa ngục tên là thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết lư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo trù lại có địa ngục tên là lưu hóa lại có địa ngục tên là canh thiệt lại có địa ngục tên là địa cửa lại có địa ngục tên là đam nhãn lại có địa ngục tên là thiết hoàng lại có địa ngục tên là tranh luận lại có địa ngục tên là thiết thù lại có địa ngục tên là đa sân thừa nhân và trong giai nuôi thiết vi có dần địa ngục như thế số nhiều bổ hè lại có địa ngục kia quan địa ngục bà thì địa ngục vẫn nêu địa ngục đồng tỏ địa ngục quả tượng địa ngục quả cấu địa ngục quả mã địa ngục quả ngô địa ngục quả sàng địa ngục quả lừa địa ngục quả ngưng địa ngục ngự nhà địa ngục bát bì địa ngục ẩm quyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cương địa ngục đạo tết địa ngục quả ngốc địa ngục thiên ôm địa ngục quả lan ngồi lớn lại có như ngôn nhó một quận một quận hai quận ba quận bốn nhẫn đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu đều chẳng thể đồng nhau ngài địa tạng bồ tát nói với ngài vô nghiên bồ tát rằng tựa nhận ra đó là điều do chúng sinh trong cõi diêm phù để làm những điều an nhờ liền ôm nhờ tề nghiêm lơ răng lớn có thể dành với núi tu di có thể xấu dừa biển cà có thể ngăn đào đánh vi tê chúng sinh chớ kinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội sao khi chết điều có quả báo dầu đền mây mâm điều chẳng chịu lại người đệ nghiêm của mình mà đi các đường giàu cho có gầm nhỏ cũng chẳng bằng lòng chiều gỗ thay nhau nay tôi đường quay lựa của đức phật mà nói sơ lựa những sự tội báo nơi địa ngục trong mong nhân giả tạm nghe lời đó ngài vô nghiên bồ tát đáp rằng từ từ lâu tôi đã rõ tội bao
Nhưng tôi muốn nhân gia nói ra để làm rõ tơ cả dũng sinh có tâm hạnh. Trong thời mạng pháp sau này nghe được lời dạy của nhân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của vận tôi báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân gia, những sự tôi báo trong chốn địa ngục mà nhỏ trò cài trên đó quăng có địa ngục môi tim người tội để cho quy gia soi ăn quăng có địa ngục vẹt dầu soi rùm rùm nâu thân người tội hoặc có địa ngục đốt cộng đồng chai đó rồi bắt người tội ôm lấy quăng có địa ngục tung bụm lửa lớn bay tắm vào người tội. Quang có địa ngục đầy vô hè vẫn tiêu. Quang có địa ngục lao ghê trong sáng. Quang có địa ngục đâm nhiều dao lừa. Quang có địa ngục chỉ đạo phai lơn. Quang có địa ngục chỉ đốt chân tay. Quang có địa ngục răng sang quăng cắn. Quang có địa ngục xua đuổi cho sang. Nhân gia nhường qua báo như thế trong mọi mọi người có trăm gần thư khi cô để hành hình đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa bốn loại khí cụ này do các ảnh nghiệp quấy các em chung sinh mà cảm vội ra. Nếu tôi thuận rõ ra những sự về tội bao ở địa ngục thương con sợ ngũ chi là nhiều hôm nay tôi nưa sơ quay toàn của Đức Phật và vị nhân và hỏi ma nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thời cuộc kiếp nói cũng không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Như Lai Tán Thán Phẩm Thư Sao Phật Phong Quang Văn Bào thời ngàn đền trăm nghe muôn ứng ngàn à xa cõi nước của chư Phật trong ánh sáng đó vang lên thì lớn bảo khắp cái cõi nước của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quý thần vân vân lắng nghe hôm nay ta khen ngợi trao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ra giờ từ bi quay toàn ông đề nghi bà để cô dâm tất cả tội của chúng sinh sau khi ta diện độ thời hạn Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với vua trời rộng quý thọn vân vân nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này. Điều ngồi toàn ca sư có mà cũng cành vui niên bà Võ Quẹn thưa thính nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Võ Quẹn cung kinh chắp tay ma bành gồm Đức Phật rằng nay con nghe đừng thấy tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thầy trọng mong đương như lai lại vì những chúng sinh trong thời mẹ và sau này mà thiên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho an trời người làm cho an trời rộng ban bộ và chúng sinh trong đời sau kinh văn lời của Đức Phật bây giờ đừng thế tôn lắng nghe ta sẽ vì ngạn ông nói lường về những sự phơ đơ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người trùng đời. Ngài Phổ Quang Minh Phật rằng văn bạch Đức Thế Tôn chúng con xin là muốn nghe phần giải sự lợi ích Đức Phật báo Ngài Phổ Quang Bồ Tát. Thì nam kia đi nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát quẳng là chăm tay quẳng là ngợi khen quẳng là đánh lê quẳng là liên mộ người đó sẽ qua cõi tội gỗ trong 30 kiếp này vô quán như có kẻ thiện nam ngay thì nữ nào quẳng là qua vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát người đó sẽ đưa sánh lên coi trời đảo lợi 100 lần không còn phải đi xa đò vào ác đạo nữa. Ví dụ ngày kia phước trời đã hết bà sanh xuống nhân gian cũng vẫn là vị quán vương không hề mắc sờ lợi lần coi nữ thân như có người nữ nào nhàm nhà thân gai của Địa Tạng Bồ Tát và nhân thường gắn băng đăng đá kéo sơn đồng dặn vân vân ngày ngày thường đi quán hương đồ ăn đô uống y vô găm lụa ràng quan tiền bà vân bà vân vân cũng dường như thế mày không thôi người thì nữ đò sau khi mang một thần gái hiện tại tôi đến trăm người muôn kim của nữa là to tấn gai trời nghĩ vì lòng tư phán nguyên cần vài to thân gai đầy đổ chúng sinh nương thời phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sơ công đức nó trong trăm người muộn kim chẳng con đó thân nữ lại nữa thân xin đem lại nữa này Võ Quẹn Bồ Tát nếu có người nữ nào đến nơi trưa thương của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chi tâm chim ngựa đánh lễ chừng trong quà món bữa ăn mô người nữ đó trong nghìn vàng kiếp thọ xanh đưa toàn hình tướng mà xin em không có bền tận người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gai nhà vừa cho đến là ông phi giọng dối bao an lớn cùng gọn gai các vị đại trưởng giả tướng mạo đoàn ra xinh đẹp do vì lòng chi thành diễm ngương đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phương lời như thế quỷ thần hộ về lai nữa này Võ Quẹn như có người thiện nam
làm bờ đàn mà rồi kẻ tôi tôi kỹ nhà ngậm ca cái người dỗm hương qua cúng dự cho đến quyên qua đường một người hay nhiều người nhưng hàng người đó ở trong đời hiện tại cũng tôi vì lai sao thường được trăm nghìn vị quy toán ngay đêm theo hộ về còn ông cho những vị ngụm vừa đến tay người đó. Kẻ đại bà bà ngồi kính chế mắng tội lại nữa này phò quán bồ tát trong đời sao như con người ác ác toàn ác quỷ nào thấy kẻ tiếng nam người tiên nữ quỷ ghi cùng kính cung vừa người gạn chìm ngơ đánh lệ hình tương của ngài đi tan bồ tát ma vọng sanh kính chế và nhận răng ra cười quản chế sao lương ngày chê trưa mà hoặc khuyên báo người khác cùng chê hoặc khuyên báo mọi người cũng chê hay nhiều người cũng chê cho đến xanh lòng chê bay trong chừng mờ niềm đợi những ghé như thế đến sau khi mọi người được vào trong hiền kiếp vì tội ba kinh chơi còn nên đoàn ở trong địa ngục a tỳ tội gỗ răng nặng qua cõi hiền kim này mới được thọ thân ngạ quỷ rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân xúc sinh lại vài trái qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Bạn cô mẹ nghe toàn quyền thiên son ấy bị những nghề mã tràn buồn bão toàn không bao lâu phải giả đỏ vào em nửa nãy vô quen kinh chê người khác cúng dường mà còn mang phải tội báo sâu khổ như thế uống nữa là tự sanh ấy kia nửa kinh chê quá diệt tiêu tội chương. Bồ quen bồ tát đồng đời sao nhớ có người nam người nữ nào xa đảo đâu làm mạch lại trong giường cầu long hay muốn chết đều không được hoặc điểm nằm chim bao thấy quỳ giữ cho đến kẻ thân thích trong nhà hoàng thấy đi trên đường quỳ nghe quăng mi bóng đè quăng với quỷ thần cùng đi. Hai mình là bên bài trong giang ngủ kêu reo thê tàn dầu gỗ đây nhiều bị nơi nghiệm đảo lương đôi chưa quy định là hay chơi hay trọng nên hoặc là khó chết hoặc là có thành mang phàm tục của kẻ nam người nữ không thể hiện rõ viên đó chỉ phải nên đôi trước tượng của chư phần bồ tát to tiên qua lệ nhận món hoa riêng của người bệnh thường ở thì nhớ nghi phòng đồ quý bao nhà cửa ruộng vườn vân vân đôi trước người bệnh các tiên lớn mà xương lên rằng chúng tôi tên đó họ đó nay vì người bệnh này đôi trước kinh tượng đêm những của vận này quẳng cúng dường kinh tương quăng tạo hình tượng của phân bồ tát còn bà của thường đổ xương lên như mấy ba lần để cho người bệnh được nghe biết giả sử như thần thơ của người bệnh đa phần tan đến ở tờ đã dứt thời phải mỗi ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cơ lớn tiếng xương bệnh như trên và lượng tiền tụng kinh này sau khi người bệnh đó làm đời vợ gian cũng được to ngói ngang to sánh vào đậu cũng thường nhờ biên viện đời được uống nữa là mười nữ nam người tiếng nữ nào tự mình biên chép kinh này quảng báo người biên chép quảng tư mình năm vẽ hình tượng của bồ tát cho đến bao người khác vẽ đắp người đó khi thò qua bao này vỡ quẹn bờ nạn vì tê nên yên ông ấy có người nào động tụng kinh này cho nên khi trong mò niệm ngợi khi kinh này quẳng là có lòng cũng kinh đôi với kinh này ông cần phải dùng trăm nghìn phương chưa khuyên quá người đo phát lòng siêng năng chớ đừng tôi tán thời có thể đồ trăm nghìn muôn ước công đơn tiêu đo vọng lên lại nữa này vỗ quen bồ tát nhớ nhớ chúng sinh đời đã qua trong giấc ngủ hoàng trong chim bao quay can hẹn quỷ thần nhân đến hình lá rồi hoàng buồn bã hoàng không lâu hoàng rầu rĩ hoàng than thở hoàng ngãi hồn hoàng sợ ngày đó đều là vì hoặc cha mẹ con em trăm đời mười đời hay trăm đời nghìn đời về quá khứ bị đó lấy trong mé đạo chưa được ra khỏi không biết trong mong vào vượng lượng nơi nào để cung vớt nồi gọn não nơi mới về mạnh bao với người có tình gồm nhau trong đời trước cầu mong là vượng tiền gì để ngâu đưa thoát khỏi an đạo này vô quan vì từ đó đôi đường anh tư có đô nước và chư bồ tát chi tâm từ đóng kinh này quẳng thỉnh người khen đồng đủ số ba biên hoàng đến bảy biên nhờ vậy kẻ quyên thụ đường mắt trong mấy đạo kia ghi tiếng tụng kinh đủ số mấy biên đó xong rè đặng dài thoát cho đến trong khi mơ ngủ phải nói lời lại nữa nay vô quán như đời sau này gõ nhờ những người hà tiễn quan tơ trai hoặc cái hoàng nhắn đến những kẻ không được quỳ tự do đó biết là do nghiêm đời trước gây ra cần phải xa môi đó thời nên chi tâm chim ngựa nành lệ chinh tôi của ngài đi tan bồ tát rồi trong mấy ngày điểm danh hiệu lỡ mà mỗi bia nhờ người trên đó sau khi mang bao thân rồi hạ tiền yên đợi trong người muốn nơi với xa từ sanh vào bằng tồn quy trong công bao giờ còn phải xa đò vào bả đường hè cô nữa sanh con giấy nuôi lai về nữa này vô quán bồ tát về trong thời sau này gọi có diêm phù đề
thường và cử sĩ tăng ca các ngàn người và nhân dân tộc họ khác nhà nữa, có người nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái hoặc trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điền ông đề nghĩ bà này lấy vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi vậy tội đứa trẻ qua trai hay là gái mới sinh ra đò nếu đời trước nó có gây lấy tội bà chi cũng đằng đoạn coi đó cả nó sẽ an ổn vui vẻ về nuôi lại thêm được sống lâu còn như nó là đứa nương nhờ phước lực mà to sanh đời đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn ngày tập trai tụng kinh đồ phương. Trong mọi tạng những ai mua mô mô đã mười bỏ rằm mười ta âm ba âm bốn âm tám âm chín và 30 mười ngày trên đây là ngày mà an nghiệm tội cơ tội nhóm lại để định là nắng hay nhẹ tất cả những cử chỉ đồng niềm của chúng ta trong cõi nam diêm phù đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Ta ngàm tạ giam vòng ngồi trăm điêu tôi nói về đời sao đi có chúng sinh nào trong 10 ngày trai gây trên đây mà có thể nói trước hình tượng của địa chư Phật Bồ Tát hiện thánh đệ đồng tung kinh này một biên thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần. Còn chính là nhà của người đó, tất cả mọi người quán già quán trẻ về hiện tại ngay là vị lai đến trăm nghìn năm xa rồi càng ngắn ngát đào trong 10 ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này tội trong đời hiện tại ngay làm cho người trong nhà con mắt phai bình tân bất ngờ đồ ăn và dưa văn nay vỗ quen vì thế. Có ba gà thì trăm ngã muôn những sợi thò lớn lên nhiều lợi cho chúng sinh như thế chúng sinh trong cõi nam diêm phù đệ này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng đại sĩ nhận dụng sinh đo quan được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát quán được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng ba chừng bài gầy hay mò câu ở nhớ người đó hoàng ngựa sợ em vui là tưởng trong đời hiện tại trăm ngờ muôn đời về sao nhưng thường mắng xanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp danh hiệu của kinh ghi nghe đức Phật Như Lai tuyên bại ngồi khen ngài Địa Tạng đại sĩ xong ngài vỗ quán Bồ Tát liền quỳ xuống chăm tay. Thờ lỡ con đã rồi biên vi đại sĩ này có thọ lờ cũng nay nguyên lờ không thể nghĩ bạn như thế rồi sống nay vì muốn nhân chung sinh trong đời sau này rõ bìa ca giữ lời ích đó nên con mới bành nội cùng đức Như Lai vẫn con xin cùng kính tin nhận lời vẫn dài bành đừng thấy tôn. Thế nào đưa vần báo ngày võ hoàng kinh này có ba danh hiệu môn là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh đây cũng là tên thứ hai cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh đây là tên thứ ba do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ tới kiếp lâu xa đến nay cho nên càng ông phải đúng thế tâm nguyện mà luôn hành lũ bố kinh này nghe đức Phật giải xong ngài vô quán Bồ Tát tin chìa dám tay cùng kính lễ Phật mà lui ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bồ nguyện lợi ích cả kẻ còn người mà vầm thứ bày khuyên tu thánh đà lúc đó ngài Địa Tạng đại Bồ Tát bành cùng đức Phật rằng bành đừng thấy tôn con xem xét chúng sinh trong cõi diêm phù đề sanh tâm đông niệm công chi là nhân quái tội nêu gầm dẫn viên về và sự lợi lãnh văn nhiều thôi tất tâm tốt ban đầu lại lần lần thêm lớn những ngàn người trên đời như kẻ mang đá nặng để trong bụng lại càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần chạm đắp chạm đắng lúng lúng sau những người đó quặng gặm an thiên tri thức đội dùm đá bớt cho quặng là đội dùm mơ thấy vì ngàn thiên tri thức đó có sức rất khỏe mạnh là diệu đờ người ấy khuyên gắn làm cho người ấy mạnh dẫn lên yêu khi ra khỏi bồn lầy đến cho đăng băng phẳng rồi tội căng vai sau ấy dân con đi vào đó nơi bánh lương thấy tôm nhờ nhung sinh quen thấy tối an bắt đầu từ mày mộm rồi lăn đến nhiều vỗ lương đến khi những chung sinh quen thèo thôi chẳng lành này xăm sữa mà dụng đời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tù tao phước lành hoàng đẻo vang long quang thắm đèn và quang khuyên tồn lỗng tôn kinh và cung dự tường và cùng mệnh tương của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cũng bất chi và làm cho mọi danh hiệu hiểu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chôn quang là nỗi bồn tự nghe biến cư theo nghi mát của người đó. Hồi lãng lẽ người đó phải vì nó và an đà xong nhờ thân quyên vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tội e của người đó thấy điều tiêu dành như sau khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tao nhiều điều của lãnh tôi có thể làm cho người chết đó khỏi ăn chôn an đào đưa sanh lên cõi trời quặng trong loài người.
mà nghe đoạn quy nghe tay đó cũng lương vô lương điều lợi anh vì lên trên đó nên nay còn hỏi trương đức phật thế tôn cùng với ngàn trời rong tám bộ chúng người bởi vì nhân văn văn mà có lời quyền bảo nhân chúng sinh trong cõi diêm phù đề ngại lâm chung kẻ thân quyến phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành. Vì sao đây vì duy ngài cho đến tới lời đó không có mò mãi mơm chi lời ảnh cho người trên cả chỉ có kết tim tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi và xử người đó hoặc là đời trước hay là đời hiện tại vừa rồi là đừng đời đặng đăng phân thanh quá xe xanh vào cõi trời coi người. Vì tôi nghĩ ta nghiêm nhẫn công lành cũng làm cho người trên đó mang lấy hương lì vải đôi biển chậm xanh vào trong lành uống gì là người kia trên lúc xanh tiền chưa từng làm việc chút phước lành điều theo nghiệp ác của họ đã gây ta mà tự phải bị xa đo vào ác đạo hạ thân thuộc nỡ nào làm cho tội nghiệp của người hay nắng thêm. Là mà ngài đồ bạn của người đó đang quen hơn trăm căn bồng gặm kẻ lân cần lại gửi một ít đồ bằng nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm bạch đức thế tôn còn xem xen những chúng sinh trong cõi diêm phù đề ở nội trong giao pháp của bạn nhiều có thể làm vì phương lành cho đến chừng bằng sỏi long giòn nương. Thời mà nương lại anh ca trương gia ba nói nghi ngài địa tạng nói lời như thế xong trong pháp hồi có một vị trường giả tên là đại biện ông trường giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh yên thân trường giả đệ hoa độ chúng sinh trong mười vượng ông chắp tay cung kính mà thương hỏi ngài địa tạng bồ tát rằng thưa đại sư có chúng sinh là sau khi mang nhung mà nguyễn thường quẳng ke lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu tạo công đức cho đến thiết trai cung dường làm nhân phương lãnh thời người trên đó có đằng lợi nghinh lớn cùng đằng dài thoát chân ghé còn người mất điều được lời ngài địa tạng bồ tát đáp rằng này hôm nay vì lái sao đường nói quay toàn của đâu phần mà nói lưỡng về vì nó nay ông trương gia nhân chúng sinh ở yên tại vì lái lúc xăm màn chúng mà nghe danh hiệu của môn đâu phật danh hiệu của một bồ tát hay danh hiệu của một bích chi vợ tôi không luận là có tội cùng không tội đều được dạy to cả như có người nam cùng người nữ nào. Nhưng tôi sau khi người này mạng cho mà đoạn nguyên kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tơ cá việc về thánh đạo thời trong bảy phần công đức người chết nhỏ đặng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện tôi tu tạo đó bởi vì có trên đây. Còn thì nợ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành đời đặng tròn phần công đức con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến thần hồn vơ vẫn mệt mỏi chưa rõ là tội ngay phước trong 49 ngày như ngay vừa đi hoàng ở tại các ti sơ. Thời cử nghi tế nghi mà đỏ lây qua bao trong lúc mà chưa chẳng ra làm đỏ đỡ tôi đã nghìn mùa xấu cò uống gì là phải bị đó vào an đau thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong mong hàng cũng dùng toàn quyền tụ tao phương lanh để cố vớt cho qua còi 49 ngày. Người nhân đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gian thời phải đỏ vào đại địa ngục chiếu mai như sơ đau còn trong nghìn kiếp muôn kiếp lại nơi nữa này ông trường giả sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế. Cho nên nhìn người từ khi xăm xưa đó chưa rồi rong cụm luôn đường làm vợ có đem đường lá ra rằng văn đổ vải ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dân cùng cho phở cũng tăng đời chẳng đưa ăn được nếu như ăn trái phép và không đưa tình xanh khi lớn thời người trên đó tròn không đưa mấy mâm nào cả. Nhờ nhìn tỉnh xanh đem dân cũng cho vô cùng đặng đời trong mấy phần công đưa người chánh hương được một phần này ông trường giả vi tế nên nhân chúng sinh trong cõi diêm phù đề sau khi cha mẹ hay người thân quý chết nếu có thể làm trai cúng dường chi tâm tô gắn đời những người như thế kẻ con lăng môi hát điều đặng lời in cá lúc ngài địa tan nói lời này rồi. Còn người mùa người nay do ta qua thần gọi diêm phù đề điều phát tâm phù đề vô lừa ông trương gia đại biên vui mừng vẫn lời giải làm lề mã lội ra kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện các vua diêm la kẻ người vẫm thư tám diêm la vương cùng quỷ vương vân tầm lục đò rộng dài nuôi thiết vi là lời lệnh cho qua đơ và các quý vị vương đó tên là an đồ quỷ vương đây quỷ vương đây tranh quỷ vương bành hồ quỷ vương quy ngò quỷ vương xích hồ quỷ vương tan hương quỷ vương phí thân quỷ vương điện quan quỷ vương làng nhà quỷ vương đàm đồ quỷ vương vô thanh quỷ vương chú hà quỷ vương chú hòa quỷ vương chú vướng quỷ vương
Cho ngam quý vô cho tố quý vô vô mẹ quý vô vô sang quý vô vô mẹ quý vô vô toàn quý vô vô em quý vô tam mồn quý vô tứ mồn quý vô ngũ mồn quý vô kỳ lợi thân vương đại nghĩ lợi thân vương đại kỳ lợi so vương đại kỳ lợi so vương a na tra vương đại a na tra vương Phẩm đại trầm ngờ mô thiên vương ca tại ở trong ngôi diêm phù đề đều có sở chân tránh đều có Phật chùa trì ca vi quý vương đó cùng với vua diêm là nơi xưa quay toàn của Đức Phật quả quay lời của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát động lên đến cung trời đảo lời thường hòa mô phi vua diêm la bạch Phật. Bạn thường đệ tử nay chúng con cùng với các quý vị vừa rơi xước quay toàn của Đức Phật và quay đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới đưa xước đại hỏi nói cung trời đa lời này mà cũng là vì chúng nó đăng nước lời lạnh hại chúng con có chút quyền nghi ngờ giảm mọi đừng thấy tồn. Mà như vậy cho được vâng ba vua diêm la rằng rõ phải ông hỏi ta sẽ vì ông mà dài nói bây giờ vua diêm la chìm ngựa đánh lệ Đức Thế Tôn mà bảo ngõ quậy lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bánh cùng đỡ phở rằng bánh đứng đây tôi coi xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dụng trăm nghìn phương trước đời cứu độ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây coi những sự đặng thơ ông đây nghĩ bài đưa như thế những sao hèn chúng sinh vừa đặng thơ ngồi tối ba không bao lâu phải bảy bị đỏ và ăn đau nữa bành đừng thấy tôm. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có đắng lơ chẳng thể nghĩ bàn như thế để đường giải thoát mày mày cuối sinh đứng thấy tôm và rõ vì nó cho chúng con đường rõ Phật giảng sở nhớ Đức Phật báo vua diêm la rằng chúng sinh trong cõi nam diêm phù đề thành tình cưng gói có dài co xứa Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát để trong trăm nghìn kiếp đã từng cô chúng sinh ra coi làm cho sớm đường giải thoát. Nhờ giờ phương tiện nhỏ xanh gọi con nghiêm nhiên mà làm cho chúng sinh đó nhớ biên nhờ ngóng việc ở đời trường tay vì chúng sinh trong gói diêm phù đề kết nghiệm giữ phạm tội nặng nên vừa ra gọi ác đào rồi trở vào lại làm dụng cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát vài trái qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng đó vì như có người quên mang nhà mình. Ở quy gia so cũng ôm soi ở tô rắn đồng bờ cả người quên đường đó trong đường nghiệm chừng bạn gian lừa sẽ đi ai còn một vị tri thức hiểu nhiều phen thượng là có thể trừ sự đau mày đó cho đến họ thể quỷ giả sợ ngoài can loại ác quỷ vân vân chân gặp người quên là đường kia được muốn đi thẳng vào con đường nghiệp nàng bèn gọi báo răng. Mà bà con đường nghiệp nàng này ông có phép thương lạ gì có thể ngăn trừ ca sự đóng hải chân người lãng đường đó bỗng nghe lời nói trên đó mới rõ là đường nghiệp nàng bèn lui trở lại muốn ra gói đường nghiệp nàng đo vì thiện tri thức hay năm ta diệu dắt dẫn dắt người lội đó ra gói ngoài đường nghiệp nàng. Làm cho người nghe ông nói bao rắn nay người lãng đường từ nay trở về xa có khi qua con đường nghiệp nàng đó nữa ấy mà vào con đường nghiệp đó có ra gói đặng ra gói phải bị bọn bơ tanh mang người lãng đường đó cùng xanh lòng đạm trồng đông tư biên nhau vì trí lương thường dặn thêm nhiều lắm. Nếu ông có gặp kẻ quen biết người thân cùng người đi đường quảng trai ngay gái thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự đồng hay vào đó ác phải tồn tánh mạng chớ để cho người ấy từ vào chỗ chánh vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ đường từ bi lớn cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ. Ừ, lại giờ vui giờ đón em những chúng sanh đó tội gỗ đó rồi bia sờ gộm gõ trong con đường an nghiệm rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa như người quên đường khi lan vào đường hiểm ác vì thiền tri thức dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lan vào đường gầm gỡ người can lay báo chớ vào đường hay tự nói rằng mình là quên đường nên đi lạc vào đó. Thì còn đi và con đường ấy nửa đời là còn mê là không biết nó là con đường im nán mà mình đã từ xa lẻ rồi quăng đến nó cho mắt mẹ nhớ chúng sinh vì đó vào cho mẹ đà ngãi đi tan Bồ Tát dụng sức phương thì cứu vớt được khó khỏi sinh vào cõi trời cùng quời vẫn trời ăn vào ác đào nửa đi chúng sinh đó. Nửa là ngoài quỷ vương bày thiên nguyên bây giờ ăn đầu quỷ vương chắp tay cung kính bành cùng Đức Phật rằng bạn đừng đây tôm chúng con là hàng quỷ vương số đồng vô lượng ở trong cõi diêm phù đề hoặc có vị làm lợi ích cho người hoặc có vị làm tổ mai cho người hoặc mỗi người không đồng nhờ nhưng vì nghiêm bao kiên quyến thuộc chúng con. Và tài là sớm lên trời vừa buông nhà trong đó có nhồi ngó kẻ rãi gái nào tu được chút nước lạnh bạn mày móng rời tóc cho đến trị một lá phèn một báo cái chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát quan đọc tụng tôn kinh đốt hương cúng dường mỏ bài kệ mò câu kinh văn văn hàng quý vương chúng con.
Hoa cơ đơn nghĩa tại cô lô vi la chúng con trường ca truyền ngã ngàn tiêu quỷ qua quay lượng lớn còn kẻ đó bằng chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn cho con phải cho giữ gìn dù tài nào bằng kỳ bệnh tân hiếm nghèo bằng kỳ nịnh tình lình cho những vị công vừa nghĩ đến gần chỗ cô các nhà đó uống là để vào cưa. Hãy tài tổng đại các ngon cùng với vua Diêm là có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thì nữ như tới ta cùng điện cho các vị trời phạm vương lê tết họ về các ông chủ mạng trịnh thừa khi nếu phò nói lời hay xong trong pháp mọi con mòn vị quỳ vương tên là chú mà bệnh cùng được phò rằng bánh lương thế tôn. Khi thành khi tụi con đi ngói biên đó cứ theo nơi bò nguyện của con đòi gọi lời ảnh răng lớn cho mọi người như tại vì chúng sinh không hiểu ý của con nên đến nơi khi sanh tự khi tự điệu không được an ổn tại làm sao thế khi sanh nợ nên làm lành kia ngàn người trong gói di phù để lúc mới sanh. Khi giam danh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cơ thời thổ địa vui mừng không xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đắng nhiều sự an vui hàng quý thuộc cũng đều được phương lời hoặc khi đã hà sanh rồi nên cần thờ chờ có gì ngay vấn đề những sự vị tươi ngon cung cấp cho người sáng máu ăn cũng nhớ mờ cả hàng quyên thuộc lại. Giờ làm nhờ việc trên ấy có thể làm giỏi người mẹ đưa con chẳng rằng hãng vui vì sao tươi vì lúc sanh sẽ nguy hiểm đó có vô số loại quỷ giờ cùng ma quái tình mị muôn ăn quý tâm nhờ có con sớm ra tài khen vì thần linh xa tranh đồ địa bảo ngô cho mẹ con người ấy làm cho được an vui và đặng liêu liêu lợi ích người ấy thấy mình được an ôm. Mà đại là diễn ngài lôi sinh văn ơi ngớp tao nguyên vì lẽ này đã phạm tội lôi tao phải tự lo lấy tay và mẹ con đều tội lồn chết nên tu phước lại người trong gói diêm phù để đến lô mang chung không luận là người hay trai hay kìa giờ con cũng đi muôn cho họ không bị đó là cho mát tao nguồn nhi là người lung sanh tiền. Trong ngoài nhi vô đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng có trăm nghìn quả quy thân an đạo quản biên ra hình cha mẹ nhẫn đến qua làm người thân nguyên dân dẫn thần hồn người chơi làm cho đò lãng vào cho mang đạo chi là những kẻ lưu sanh tiên đã sẵn tạo nghiệp an bạch đức thế tôn những kẻ nam tư vào ngồi nhiên phù đề. Giờ chợ đà mà gồm tay không con nghe thấy gì nhỏ nàng quyển thù của người tâm chung đó đến vài sấm xưa lam tự cúng dường lượng lâm động vẫn tôn kinh niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát tu tạo nhân duyên phước lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo quán thứ mà quy an thần thấy địa lui tan cạn hết bạch lưng thế tôn. Vừa mà đưa vào danh hiệu có món bồ đã quản nghe một câu một bài đệ kinh điển đại tự con xem xét thấy hàng người trên ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát sanh những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xa đò vào ác đạo liền đăng thoa coi cả đức Phật căn dặn đức Phật báo chùa màng quỷ thương rằng ông vì lòng đại bi từ nên có thể phát ra lời lỡ ngờ trong những sinh tư cứu họ chúng sinh. Và người kẻ nam người nữ na luôn mạng chung âm chớ quên lăng lời nguyện rảnh đó nếu nên làm nhỏ dài đoạn may may đưa án vui chủ mạng quỷ vương bệnh cùng đức Phật rào xin đức thế tôn cho lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh nội có diêm phù đề lùng xanh lùng tư liêu làm được an vui cả chỉ trong mong các chúng sinh trong lúc xanh cùng lúc tự. Ngài to đặng lời in lên đơn văn to ký cho chú mà bây giờ đức văn báo ngài địa tạng bồ tát vì đại quý vương cai quán về tuổi thọ của mọi người trên đây đã từng nghệ qua trăm nghìn đời là quỷ vương ủng hộ chúng sinh trong lúc chung cùng luôn quy tự đó là bằng bồ tát đại si vi lòng từ bi phát nguyện hiền thân quỷ. Phật về quỷ hòa 170 kiếp xa đó ông đã từ thanh là thành Phật hiệu là vô tướng như lai kiếp đó lên là an là gọi nửa tên là tình trụ to mạng của đồ vẫn đó tên là số kiếp không thể tính kiếm được này địa tạng bồ tát những sự gia vị quy lý vương đó không đề nghị bạn như thế hàng trời ngụm người đời vì ngay đồ to cùng đề số đêm không thể ngàn lượng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện xướng danh hiệu chư Phật phạm thư chinh lùng đó ngại địa tạng bồ tát bành cùng đỡ vẫn răng mình đứng đây tôm này con vì dụng sinh trong đời sao mà phô bài sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử. Cho em còn nói đó đức Phật bảo ngài địa tạng bồ tát rằng này ông muôn gói lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội gò trong sáu đường mà duyên thuyết chẳng đề nghị bà bây giờ chỉnh đa phai lúc vậy ông nên nói ngay đi và tử ông có thể sớm làm sống nguyện đò ta dâu có vào niết bàn. Hiện tại hãy vì lại nửa ngay đi tan bành cùng đức Phật rằng bành đứng lễ tốn vô lượng vô số kiếp về to quá gơ có đức Phật ra đời nghĩa là vô biên thân như lai nhờ có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật đây mà tam thời sanh lòng cung kính.
là nghe làm mình tôn cùng mừng tôn cũng dùng tán tháng người này được vô lượng vô biên phước lợi lại hằng nhà xa kiếp về tỏ quá cứ có đức Phật ra đời hiểu là Bồ Tát Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đền danh nghĩa của đức Phật đây. Người này trọn ngàn công còn thôi chiến nơi đau vô thường dánh đằng dánh nhát lại về to quá cơ có đức Phật ra đời nghĩa là ba đồ má tắng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây thoáng qua lỗ tai người này sẽ được một nghìn lần xanh lên sáu tầng trời cõi dục. Lại bằng gà thiên vô số khi về tờ có đức Phật đời nghĩa là sư tử ống Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây mà phát tâm quy y chờ trong mọi niềm người này sẽ đắng gầm vô lượng các đức Phật đó đánh thọ ký cho lại vì thọ qua cơ có đức Phật ra đời nghĩa là con lưu tôm Như Lai. Vừa lượng vừa đại chi tam diêm ngưỡng lấy bái quả lại tạng đại người nay vay phá môi của một nghìn đức Phật trong hiện kim làm vĩ đại vãng vương đặng Phật thôi khi đảo vô thường cho lại về tòa quả cơ có đức Phật ra đời nghĩa là tỳ bà thi Như Lai như có người nam người nữ nào đã đò vào cho mấy đã thương đứa xanh vào giống trời người hưởng lấy sự vui thụ thắng uy diệu lại vô lượng vô số hàng nhà xa kiếp về tỏ quá khứ có đức Phật ra đời nghĩa là đa bảo Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh nghĩa của đức Phật đây liền gọi đau ác đau lại về tỏ quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là Bồ Tát Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán lại vô lượng vô số kiếp về tỏ quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là Ca Sa Tràng Như Lai. Danh hiệu của đức Phật đây thôi người này sẽ siêu thoát đôi sanh từ trong trăm nghìn đại kiếp lại về tỏ quá khứ có đức Phật ra đời nghĩa là Đại Tông Sơn Vương Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây thời người này đặng gầm đăng hăng ngà xa chư Phật ngữ nhiều pháp màu cho điều đặng thanh đạo bồ đề lại về tỏ quá khứ thì ta và đức tình nhạnh vương và đức trí thành tổ và đức vô thường và đức nhiều tình và đức mạng nguyện và đức nguyện diện và có bất khả thiết đức Phật tế tôn như thế tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng vị lai quan la trời quan là người hoàng người nam quan người nữ chỉ niệm thương danh hiệu của mọi đường và sẽ được vô lượng công đức. Những chúng sinh rồng lốm đó cũng sanh gồm đôn từ nhiều phương lời lành không con phải đò vào an đã như có người nào sắp mạng chung hang bằng quyền trong nhau nghe nhắn đến một người vì người mà sắp chết đó mà niềm đơn tiên danh hiệu của mò đơ phân tội người chết đó trừ năm tội lượng vô gian các nghiệp bao các điều tiêu sành cả năm tội lượng vô gian kia. Không ra gọi đàng hoàng ngõ nhân bởi lúc lắm chung ngồi người các vì đó mà sư niệm danh hiệu của Phật cho đến nhường tối đó nhường lần lần tiêu sạch thuốc nữa là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu cho Phật người này đặng vô lượng phước lành trời diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát nguyện trốn hết bổn hạnh Địa Tạng thể nguyện rộng sâu gãy vàng trâu sáng độ chúng sinh địa ngôn gỗ không ngăn tinh tấn kiền thành khỏi mát cổ trầm luân. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự mô thí phạm thứ mười lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát mang tán nương ngoài tường của đức Phật quỳ gọi chạm tay bánh công đức Phật rằng bạn đơn thế tôn con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có năng có người ở phước trong một đời có người ở phước trong mười đời hoàng đến hưởng phương lợi lượng trong trăm đời nghìn đời nhân sự ngay cuối sinh đứng thế tôn dài cho bây giờ đơn văn báo ngài Địa Tạng Bồ Tát nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cùng trời đạo lời này giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của vị bồ tát ở diêm phù đời ông phải lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài Địa Tạng Bồ Tát con xin ngờ muốn nghe đức Phật báo ngài Địa Tạng Bồ Tát trong cõi Nam Di Phù Đề có các vị quốc vương hoàng tể phụ quan chân lớn hàng đại trường giả hàng đại xa đê lợi ngàn đại bà la mốt vân vân liều gam kẻ hết sức nghèo túng nhẫn đến kẻ tọt quyền căm ngọc
Giờ ngàn người thân đây không đưa vẹn to như đây luôn ngàn vì hoàng vương đó vân vân muôn bồ tỷ nếu có thể đủ tâm từ bi lớn lại có lòng vui vẻ tự hạ mình tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó hoàng bảo người cả đem cho. Cả vì quận vương đại toàn đó vân vân đăng phương lời bằng phước lợi công đức cúng dược cho 100.000 ngà xa chứ phần vậy tại làm sao chính bởi vì quận vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với rất ghẻ rất mơ nghè cùng vợ với những người tàn tọ kia cho nơi phước lành được hương quá bao như thế này trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ. Giờ y vòng đồ ăn uống vân vân vãi lầy nữa này đĩa tạng bồ tát trong đời giáo như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp thờ đức quát vườn tượng phật cho đến hình tượng bồ tát ta. Văn bích chi phật đất thần từ xứ sang cúng dường bồ tiên quy quán vương đó xe đằng trong ba kiếp là vị trời đệ thờ nữ sơ vui xương tôn là nếu có thể đem phước lành bồ thí đó mà hội hương cho tất cả chúng sinh trong pháp giới thời vị quốc vương đó. Và niềm vui lại thế này nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau đi có vị hoàng vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chỗ tạm của đức phật thọ trương hoàng là kinh liên hay nghìn tường bị ngô sôm ranh rá liền co tay phát tâm tu bổ lại vị quan đương đó hoàng tự mình đức thần lo sửa sang. Lệ gần nhiên lành vì quán vương đó trăm trăm nghìn đời thượng là vua chiến lương con những người kẻ cung làm vị bồ tí đó trăm trăm nghìn đời thượng là vua các nước nhỏ nếu lại bị ở trước chúa chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cung dường bồ tí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đặng chánh giác được như vậy thời vị quốc vương đó. Hai mờ cả bơi qua bao ngày năm lớn vô lượng vô biên lại vậy nữa này đĩa tan bồ tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu bệnh tật và kẻ phụ nữ xanh lẻ nếu trong quán chừng một niềm xanh lòng cung lớn đem nước lành cơm nước cho người vô thí làm cho nhân kẻ ngày được an vui phước loài đo. Đền đền trăm trăm kiếp thường làm vua trời tình cơ trong 200 kiếp thường làm vua sáu từng trời coi vô không bao giờ cầu đò nàng đo an đau cho đến trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiên hồ rao rốt đó xe thành vần đạo lại về nữa này địa tan bồ tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng bà la môn. Nếu lại có thể để vừa lành lên nói ước nam bồ đề đời không lưỡng là người nhiều hay người rôm nó sẽ thành vần cả huống gì là nhân quả trời pháp vừa nữa đế tích vô chuyển lương này địa tạng bồ tát vì thế nên khuyên qua tất cả chúng sinh. Này địa tạng bồ tát trong đời sao như có người kẻ thiện nam người thiền nữ nào ở trong vô pháp ma gieo trong chung ít còi phước lành dần bằng cây lông xoài tổng ngay các mày mỗi phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ mà không thấy ví dụ thế nào cho được lại vậy nữa này địa tạng bồ tát. Còn mời thiện nữ nào gà minh tướng vân hình tướng bồ tát hình tượng bất chi phẫn hình tượng múa chiên lương mà bố thí cúng dường đời đẳng vô lượng phước là thường sanh ơi có người có trời ngộ sự vui thù thắng vi nhiều như có thể đem công đức hồi hướng cho khắp pháp giới. Người hãy không thể viên vô thế nào cho được lại vậy nữa này đĩa tan bồ tát trong đời sao như kẻ thiện nam người thị nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần cân trọng cùng kinh người khen bố thí cúng dường người ngay được quả bao lớn vô lượng vô biên này có kẻ đem phước lợi. Lại về nữa này thì ở tàng bồ tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người đi nữ nào gặp chùa pha và kinh liên đại thừa nếu là kinh tam nơi mới bố thí cúng dường diễm ngườn lễ lại người cho nghe ngờ chắp tay cùng kinh nếu gặp kinh tháp cổ hoặc hư ra thời sửa sen tu bổ quả địa mình phát tâm. Giờ người đồng pha tam đây trong 30 đời thường là vua các nước nhỏ còn bị đàn việc chánh đó thường là vua chiến lương lai dục pháp lành mà giáo qua vua các nước nhỏ lại vì nữa địa tề tề tạng bồ tát trong đời sao như có người nam nghề thiện nữ nào ở trong cõi phương lãnh đá gieo trong vần pháp hoàng bồ tí cúng dường hoàng tuôn bộ chùa tàu hòa xưa sang kinh điển. Mọi mờ hạng can trong mờ nơi những sơ lanh đó không thể nhiều anh chỉ có thể đem hồi hưởng cho khắp cả pháp giới chúng sinh đòi công của người đó trong trăm nghìn người thường hưởng thọ vui thường nhiều còn như chỉ hồi hưởng cho thân quyến trong nhà quan tử mình đưa lợi nghìn to như có thời sẽ hương quả vui. Là rồi ngờ này địa tạng bồ tát những đương nhiên lo công đức về sự bổ thí như thế đó kinh địa tạng bồ tát bồ nguyễn địa thần ngộ pháp phẩm thứ 10 mọi luôn đó vị kiên lao địa thần bạch cũng đưa phò rằng bạch đức thế tôn từ trước đến nay còn từ chiếm ngưỡng đành lề vô lượng vi đại bồ tát.
Rồi mọi người loài chúng sinh ngay địa tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát hướng rất thế nguyện rất là sâu rộng bạch Đức Thế Tôn ngay địa tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lợi so với chúng sinh trong diêm phù đề như ngài Văn Thù ngay Vô Nghiền ngài Quan Âm ngài Di Lặc cũng quan nghiêng trăm nghìn tân đệ để hộ chúng sinh trong sáu đường. Ngài địa tạng Bồ Tát đây phát nguyện giáo qua tất cả chúng sinh trong sáu đường trải đến số kiếp nhờ số kiếp trong trăm nghìn muôn sông an bạch Đức Thế Tôn còn xem xe chúng sinh ở hiện tại ngay và vì lại sao nơi số sanh xe ở phương nam trong cuộc đất của người ở cùng đất đá địa gồm trong đời có thể qua về cho đời ông băng đoan bằng đầu đất sang nôn đất hình tượng địa tạng Bồ Tát đôn hương cúng dường chim lê ngợi khen thời chỗ người đó được mười điều lợi ích những gì là mười điều một là đất các tôn mạo hai là nhà cửa an ổn máy máy ba là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn là những người hiện con hương sự lợi ích sao là nhường kẻ tai hóa với nước và lửa bay là trừ sạch việc hương áo tám là giữ ngăn ngang một chính là khi ra luôn vào yêu thân thế hộ với mười là hương ngầm báo thánh nhân bạch Đức Thế Tôn chung gần trong ngầm diêm đền trong đời sau cũng yên tai nay nếu ở phần đất của mình cư trô mà có thể ở nơi giờ lời ngân nhớ vậy vì kiến lao đi tăng lại bánh cũng đô Phật rằng bạn đừng lê tôm trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh này cùng hình tượng của đương đi tàn Bồ Tát người đó có thể đọc tụng kinh điển này và cung dường anh tương điên của Bồ Tát thời con dùng tận lực của con từ này hòa nhớ nữa rồi làm cho nắng lớn nàng nhỏ vân vân này địa tiên sảnh đức Phật bảo kiên lao địa thần rằng thần lương rộng lớn của ông nghe người khác ít ai biết rằng vì cớ sao vì trong đất tay có diêm phù đề cho ông mau trơ cho đền có cây cát đá lúa mẹ tre lao gào thóc nhờ nỗi cơn đăng đa mà còn ra đi nhờ nơi sức thần của ông cả nay ông tại nguyên nhờ sự lời ích của ngài địa tạng Bồ Tát tội công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thượng nay địa thần trong đời sau như có kẻ nam người tiện nữ nợ cùng giường địa tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này chỉ còn mọi thứ tu hành là đã giải thời ông nên dùng thần lôi của ông mà ủng hộ người đó cho đây tất cả sự tay vả chứ cùng sự không vừa nghi đến nơi hiện tại muốn nữa là đến cho vài chiều chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ thì người đó có nàng nguyên tôi của Phạm Vương tại sao đã đăng ra vì hiển thánh đồ mẫu như thế điều do vì những người ngãi chim lễ hình tượng của địa tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên rốt cuộc rốt sao na địa biển khổ chứng đạo vô niên ban quan quý vị thế nên đang ủng hộ một canh lớn lao như thế kinh địa tạng Bồ Tát bổ nguyện thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12 đức Phật phóng quang tuyền cao luôn đó từ trên đánh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ngờ tia sáng lên tia sáng lành độm tia sáng lành độm lớn tia sáng xanh ngọc tia sáng ngà ngọc lớn tia sáng sắc tia sáng sắc tia lớn tia sáng sắc xanh tia sáng sắc xanh lớn tia sáng sắc biết tia sáng sắc bia lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia là màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lành tia sáng tướng mây lành lớn tia sáng tướng hình vòng tròn tia sáng tướng hình vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn bao tia sáng vòng tròn màu lớn tia sáng vòng tròn trời tia ra mà trăng lớn tia sáng vòng tướng cung địa địa sáng tướng cung địa lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đánh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong lại nói ra những tiếng vi diệu mà vào đại chúng răng nay tám bộ chung trời rồng lắng vang lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đạo lời tiên bay ngồi kia những sự lợi ngờ trong hàng trời ngơ những sự không thể nghĩ bàn nhờ sự vệ nhân anh của lên bờ thanh những sự chứng qua tâm gì những sự lộn ra không lôi sụp nơi đạo vô thường quan thế âm cầu thịnh lưỡng đương phận nói lời trên đó vừa dựng tiên trong pháp hội có một vị đại bồ tát yêu là quan thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ có chắp tay mà bạch cụm đô phật rằng bạch Đức Thế Tôn ngài địa tạng bồ tát đầy đủ sự tử bi lên và đời để giờ ngày qua địa rãng anh muôn ước thứ bao nhiêu công đức và sự quay thần lựa thề nghĩ bàn của ngài con đã tưởng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác nguyện đồng người khen ngài địa tạng Bồ Tát giàu và cho các Đức Phật trong thời quá khứ của ngài địa tạng Bồ Tát nhân chân thế anh được vừa rồi nói là nửa Đức Thế Tôn bảo cấp trong đại chúng rằng Đức Phật rất muốn tiên lại các sự lợi nghịch của ngài địa tạng Bồ Tát cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vĩ lai mà tuyên nói những sự chân thế nghị bàn của ngài địa tạng Bồ Tát làm cho
Địa Tạng Bồ Tát Đại Đăng Phước Lành Đức Phật Tăng Đáng và hứa cả Đức Phật Bảo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi ta bà những ngàn trời rồng đẳng nam nữ nước nhân quan thân hoàng quỳ quan cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường yêu kẻ nào vào danh nghĩa của Ngài thấy hình tượng. Điều ở nơi vào vô tôn danh đằng dẫn nhan quyết chẳng sanh thôi chuyển thường được sanh vào cõi người cõi trời hưởng sơ đô quy điều thủ thắng khi nhân hòa sắp thành tổn liên đồ phận to ký cho nay ông sẵn lòng từ bi lơ thương so các loại chúng sinh và tam bồ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sơ lời ơn. Địa Tạng Bồ Tát ôm đó lắng nghe cho kỳ nay ta sẽ nói đó Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bà rằng văn bạch Đức Thế Tôn con xin ưa muốn nghe nghe thấy nghe thì phước trời đơn phần ba Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về tỏa nguyên tài và vị lai sao có vị trời nào ưa phước trời đã mẹ năm tức suy hao hiện ra nơi thân. Cả vì đợi đo hoàng nam quán nơ đơn lúc tướng suy nhau hiện ra quảng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát quán nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ thời các vị đó trường thêm nước phước trời hướng sự vui sướng rất nhiều. Hồi chi là những người thấy hình tượng Phật nghe danh hiệu Bồ Tát mà đem nát tướng hương qua đồ y phục đồ uống ăn vật bao chuỗi ngọc vân vân mà bố thí cúng dường thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lời người bên được lời. Quán Thế Âm đồng nghe thế giới nói về thời hiện tại nay và vĩ lại xã những ngày dũng sinh trong sao được như có kẻ sắp mạng chung mà đặng một việc nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoát qua lỗ tai thời kẻ mạng chung lo không còn có bị đỏ vàng độn gồm gồm ba ác đau muốn chi là lúc sắp mạng chung. Vạn vạn của người xăm mẹ chung đó mà làm của nhị phi để tô đáp ấy nền quẻ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bánh lúc chưa cho quảng mắt thấy tai nghe qua biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa Phật báo văn văn mi mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và nào đời công nhân ông đứng này liền đắng lành mạnh tuổi tỏ thêm lâu còn nếu người bệnh đó có nghiệp bao số mạng đã hết lại có đủ tất cả tội chưa nghiệp trước đáng lẽ phải đó vào cho ma đa xong vì nhờ công đức này nên sau khi mang chung liền được sanh vào cõi trời cõi người. Tạm ngã tội cho mấy điều tiêu sạch tiên vong được phước lại về nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời xa như có kẻ nam người nữ nào nhân lành quảng đúc mua mơ quảng đúc lên 3 tuổi quảng đúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống quảng đúc chết mắt cha mẹ cho đến chết mắt anh em chị em. Còn mẹ thân nguyên không rõ đó vàng lao chúng này sanh về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nở người đó như có thể tô về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân đến nghe danh hiệu của Ngài rõi mộ lần chim ngưỡng mong lăng đánh lệ từ một ngày cho đến 7 ngày đường thôi thất tâm tốt ban đầu. Thời quyển thuần đà sớm ở của người kia nếu có do án nghiệp mà bị đó lạc vào án đào tính ra mấy chiều vô số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường của con cái ngay của anh em chị em nên liền đặng dài toàn đưa sanh lên cõi trời cõi người. Còn giữa quyền tôi làm được sơn quá có người kia ngon phương lành đà được sanh lên còn người có trời hương to quá vui thù thắng vi gì đó rồi tội nhờ công đức này mà sanh liêm hơn nhân quê về lượng bậc thanh hương được vô lượng quá vui như con người nào có thể trong 21 ngày chiên lòng chim lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô tiên thân mắt cho người đó rồi nổi coi cuồng hàng thân quý sớm khuất của người kia sanh quê vào trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát nghĩa sức thần thông lớn tự dắt người đó kia và các thể nơi nơi này thấy ngàn quyên tụ yêu người đòi lại coi tay trong mỗi ngày niệm danh hiệu. Hình này đời người đó sẽ đường Bồ Tát sát các quy thần ở tại chỗ đó hộ vệ trong đôi yên tay mò món ăn độ mặc dư giặc không có các thư bên gọi cho đến các sự tay và không còn ấy và nơi yên nữa muốn là đến nơi thân rốt ra rồi người đó cho được Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đành tòa kỳ. Lại về nửa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời xa như có kẻ nam người thì nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu bỏ tất cả chúng sinh muốn tu đạo vô thượng chánh giác muốn thoát khỏi tam giới những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y. Giờ chiếm ngân đành lệ tờ cho nguyên cầu của kẻ thiện nam cùng thiền nữ đó một bao thành tù không bao giờ bị chướng này lại về nửa này Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiền nữ nào muôn cầu trăm nghìn muôn ngân thiên nguyên trăm nghìn muôn ước về sự hiện tại cũng vì lai thôi chỉ nên quy y. Từ nhữ thể tội nguyện nhân vị trí và cầu những chi thể điều thành tổ ca lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát quảng đức tự bi rơn rong rơ ủng hộ mãi mãi cho người đó trong giấc chim bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đánh to kia được trí tuệ lại vì nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào
phá tam bất tội nghiệp, muôn đọc muôn tụng kinh điển này dầu gặm đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó đồng tâm dẫn đồng đo quên rồi trái đến cả tháng ngã năm vẫn không thường động tụng thượng nhân kẻ thì nam thì nữ đo vị còn em duyên đời trôi chưa rửa rửa sành cho nên nơi nơi kinh điển đại thừa không có công năng độc tôn. Từ khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y vôn đồ ăn tất cả hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát dùng một chén nước trong để rước hình tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay. Khi nước và mè và chi tâm rình đồng uống nước xong phải cự ngủ tăng rù thịt tài dẫm vọng ngơ và các việc giết ngài trong 7 ngày hoặc 21 ngày người thiện nam cùng người thiện nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên nước trên nên lành của người đó sau khi thức dậy. Một phe nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhờ mày không bao giờ quên một câu một kể tai nạn tiêu trừ lại vì nữa này hoàng thầy nhắm Bồ Tát về trong đời sau như có người nào ăn mà không đủ hoàng cầu chi cũng không được tội nguyên quan thân quan nhiều bệnh tăng quan như sự ngôn si nhà cửa không yên ngon quyến thuộc chi liệt. Trong giấc mộng thường phải kinh do những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chi tâm cung kính niệm đủ muôn muôn biến thọ những sự tổng tội gì đó có thể tiêu sanh đăng lăng liền đặng an vui đồ mặc vui vật cho đến trong giấc mộng thấy điều an ngon vui vẻ còn hiếm nguy. Về đời xa nếu có người thiện nam người thiện nữ nào nhớ sự làm ăn quán nhớ sự công chuyện tội quán nhớ sự cùng sanh tội quán nhớ sự gặp vào nhà bạn nghe trong đường nuôi hoặc qua sông được nuôi hoặc nghe trong nút lột lớn hoặc đi ngang đường im trời ngồi ngay trước khi đi. Một ngày Địa Tạng Bồ Tát mò muôn biến được tới thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ luôn đi đứng khi nằm ngồi điều đường an ngon vui bên vui vẻ luôn cho đến vào gặp loài ngầm soi thứ tư nhưng tất cả sự đồng ngài đều không thể phạm đời người đo được được phần bao ngày quan thế âm Bồ Tát. Vì vừa đề nếu nói những sự mà các hạng chúng sinh thấy hình nghe tiếng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đương lợi ít thời đó một đợt tiền trăm nghìn cũng kiếp không hết được này quảng đời âm Bồ Tát vì thế ông nên dụng thần lược mã lưu truyền kinh này làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mai đến trăm nghìn kim được hướng sự an vui luôn. Ở đây tâm địa nói kể ra ta xem Địa Tạng nước quay thần kiếm hoàng hà xa có tỏ rằng thay nghe mọi niệm chim ngưỡng lễ trời trời nổi lên rồi không ngàn quảng rồng hoặc thân cung nam nữ bao tầng sẽ ra vào đường dự chi tâm quy mạng đại sĩ thân tôi tỏ thêm nhiều điều tội dữ tre cho chết mắt mẹ cùng cha. Lớn vòng nghĩ đến địa không biết nẻo giữ đường lạnh ở đâu la quan vé và tô lại xì ngờ anh cảm thương chim lệ nhân trăng lành năm một ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rành nguyên thuốc ở nơi nào giàu sai thuốc cũng ra mau. Thánh khi Bồ Tát vú đầu trao Bồ Đề vô lượng muôn tu hành mong ra ba cõi gõ tử sinh người này đã phát lòng bi lớn trước lên chim lệ đại sĩ ngờ anh nghe tên quy đấng tròn tròn lành công dưỡng cung kinh vang thông thanh nghiệp trước chẳng hề ngưỡng chương đặng bao nhiêu mong mưa sớm viên thành. Muốn đợi chúng sanh gói tay nhà áp vào làm nguyên lớn chẳng nghi bà động rồi quên rồi luôn xót mát người này nghiệp chứng nó làm mê hồng đại tuổi kinh con mối bề y phục uống ăn các hòa cổ cúng dường Địa Tạng với hương hoa dùng chén nước trong bạc trư tượng canh một ngày đêm bưng lấy uống hữu tân rượu thịt tạ dâm cùng loài luôn trong 21 ngày chớ sát sanh chiên lòng tưởng niệm tượng nhân danh chim bao thấy rõ tôn dùng miệng tôi rồi biến đặng trì công lanh đại tội kinh giáo nghe qua tai nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai chính nhờ Địa Tạng xuyên phận lớn tâm giúp người kia có huệ tài. Cửa nhà quả quan người lìa nhau ngủ mê mò mì công an giấc còn buôn ngóng ngư mua tường nào trong lâm chim lệ Địa Tạng ngài bao nhiêu việc ăn thấy tiêu ngay nhận đến chim bao điều ăn cả quý thần gồm hộ của dư xài muốn qua sông biển lên núi rừng cầm thu ngọc nguyên lăng đón đường. Giờ nói già nàng cũng không lường sắp sửa ra đi nói trước tường cúng dường kinh lệ cúng chim ngưỡng núi rừng bên cá vào nội trong hát tay tiêu sinh đường an sướng quán âm lắng nghe ta nói rõ Địa Tạng vô lượng xuất thần đó trăm nghìn muôn kiếp tuột chẳng rời rộng tuyên đại sĩ xuất nương nọ như người nghe đến Địa Tạng danh làm anh bảo đệ mở điều lành nếu hãy đem công đức hồi phạm giới rốt ráo thành vợ sanh từ cõi quan âm nên biết gắn tiên bài điện cầm hằng xa nhiễm nước coi kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dẫn do cứu độ nhân niên phạm thứ 13 đức phật vào phò lúc đó đừng để tôn do cành tay sát về xó đánh ngài Địa Tạng Bồ Tát báo rằng Địa Tạng
cơ tơ bi của ông ngon đề nghị bạn, trí tuệ của ông ngon đề nghị bạn, miệng tay của ông ngon đề nghị bạn, dầu cho có nghe nữ hoàng ở mười phương nghe ngồi tiếng nói nhờ sơ chẳng đề nghị bạn, của ông nam ngơ muôn kiếp chẳng thể hết đàn. Ông ta ở trong vùng trời nao lời nội và môi lương có trăm ngờ muộn hương bớ cà tuyên bớ cà tuy tất cả khẽ nước phờ can vị bồ tát can ngang đòi rong tám bồ dũng đây một lần nữa đem can ngang chúng sinh. Âm giờ đây các chúng sinh đó phải vì đó vào an đau dầu là chừng một ngày mô địa muôn chi lai để cho chúng nó phải bị đó lạc vào địa ngục ngủ vô gian cung địa ngục ma tì mãi đến gần muộn hư nghiêm không lúc nào ra khỏi ngư. Cõi nhi vô đây không định phần đông địa quen thôi nghe toán hoàng con người phát tâm lên nhờ rồi không bao lâu liền toán thân còn nhớ nhiên nghe lại luôn luôn tăng trường cũng vì lẽ đó nên ta phải chia toán này ra trăm gần ứng để hóa đô tưởng thiệu căn tanh. Này địa tạng hôm nay ta ơn cần đem chung rồi giao phó cho rộng đời sao như có hẹn rồi người cùng tiện nam tiên nữ nào rộng cho mít căn lành ở trong vân pháp chừng bằng mái lông mày gái nàng bồ dọn nước thôi ông nên dùng đạo lược của ông. Thôi thôi ta lấy về nữa nay địa tạng bồ tát trong đời sao qua có trời ấy người nào phải đeo nghiêm ma mà nó báo vì nó làng vào chỗ ma đào đất nghi vì nó làng vào ăn đào bữa bương đến cường ốm nhân chúng sinh đó đều có thể niệm đăng danh hiệu. Còn mà có mô vô kinh đây thưa ông nên dùng tận lời của ông thì vương chưa ngu vợ kẻ chúng sinh đó ông nên nhìn tận ra trước kẻ đó phá tan thì ngộ làm gió ngó đưa sánh lên cõi trời có sự vui vì nhiều thu tăng bấy giờ đưa phần đời tôm. Đời nay đời xa chúng tiên nhớ ơn nãy ta cần dặn bao ôm dùng đây thần thông quyền độ ngò đừng cho ác đau đó vào trong bồ tát thương gì bây giờ ngài địa tạng bồ tát quỳ ngồi chắp tay bành cùng bánh phở rằng bánh đơn thế tôn. Có người thiện nam gồm nghe thì nữ nào đối với trong phần pháp có mồ niệm cùng kinh con cũng dùng trăm nghìn vườn tiền đô to chúng đó làm cho mau đằng dài to trong đường sinh từ nguồn ngừa là nghe ca vi lành rồi luôn luôn tôn anh tự nhiên ở nơi đào vô thường. Hư không tàng bánh nói lúc ngày địa tàng bồ tàng bánh lời nói trên đó vừa sống trong ba mọi con một vị bồ tát tên là ngươi không tàng bánh cùng đờ pha rằng bánh đường thấy tôn từ khi con đến cùng trời đạo lời này nghe đứng như lai người khen ngoài thần đề lớn không thấy nghĩ bàn. Phải có người thiện nam gồm thiện nữ nào cho đến tất cả hạng trai rộng vẫn vẫn nghe kinh điển này mà nghe danh từ của địa tạng bồ tát cũng với chim lễ hình tượng địa tạng bồ tát tới nhân các nghe được bao nhiêu điều vương lời của mầm đứng tới tôn. Mà nói lương viện ngay cho 28 địa lời đưa phần báo ngày ư công tán bồ tát lắng nghe cho kỳ tà xe vì ông mà nói rõ viện ngay trong đời sao người thiện nam người thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát. Làm đòn dồn ngương qua đòi ăn muốn y muốn vần bảo mà bộ thì công nhớ ngồi kém chim lấy tội nghiện ngay đường 28 điều lời ngứt sau đây. Một các hẹn rồi rộng thần thường ủng hộ hai quả lanh ngang ngày càng thêm lớn ba chứa nhóm dân vô lượng của thanh bốn mày không còn tội thân đạo bồ đề năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ sáu những bệnh tật không đến nơi thân bay còn nhận tay nè về nước và lượt tám không có bị màng bằng bị trộm cướp trên người càng thấy đỡ xanh lòng cũng kinh mười càng ngào hòa thân theo hồ về mười một đời sau tăng ghé xe chuyển thành thân trai vượng gia đấng đại toàn mười ba tân tư sinh đệ mười bốn vẫn nhiêu lưu xanh lên cõi trời mười lăm hoặc làm can bận vua chúa mười sáu có đi sáng biển rõ trong những đời được mười bảy còn mong cầu chi cúng thiền đường tôi ý thuyền thuần an vui mời danh các tay và bằng ngờ điều dân sản này mỗi can nghiệp mây ác đạo điều tiêu hạn 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại 22 đêm nằm chim bao an ngộ vui vẻ 23 thời thời thượng thời có 24 nếu về đời trương có phương thời được thọ sanh về cõi vui sướng 25 các bậc thánh khen ngợi 26 căn thánh linh lợi thông minh 27 vào lòng từ mạn 28 rột ra thành vợ 7 điều lực
lại về nửa nay hứa công đàn Bồ Tát như hẹn rồi trong quý tầng người hiện tại và vị lai nghe danh nghĩa của ngài Địa Tạng Bồ Tát đánh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mà ngồi nghe chim hướng tôi sẽ nâng mấy điều lợi ơn một mà chứng đặng bằng thánh hai nghiệp e tiêu trừ ba chớ vẫn đến ủng hộ bốn không mới thân đạo bồ đề năm bốn lần được tăng trưởng sáu viên ra trước điều rõ biển bảy rốt ráo thành phật đại hội tan tan bây giờ ba cả thuyết hôm nào mọi trong rời rò mơ mới vương đền như ta mọi đó nghe đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng thiền bà xương ngoài tân lớn chẳng thấy gì bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đã lôi rơi vô lượng ứng qua thiện nghi chùa ngòm để cúng dường đường tình Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi toàn ngài các đại chúng trong pháp mọi đều chiếm lời chầm tay mà lui ra kênh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Nguyện Hạng Hên Bồ Thế Địa Tạng so sánh trong kinh Tạng Đà Cám Ngọc do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phước lời vô cùng quyển sen máu vàng xanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Lão Lợi Thế Tôn nói Pháp Mộ Địa Tạng con mã ra rộng sâu Thanh giáo mại trì sao chẳng ngờ Căm lợi trời trời gọi khổ sâu Trời A Tu La Già So Tay Đến nghe Pháp đó nên di ta mổ mò và Pháp kiến thương con Mọi vị xin tu lợi phân dạy Bao nhiêu nghiệp chương nhân lúc này Qua trên tăng liền quảng ngư không Hướng nói người đời sanh từ tam Ngài điểm tự mệnh luôn pham ở Nguyện các thế giới thượng an ngộ Phương trí vô biên loài quần sanh Bao nhiêu tội nghiệp thấy tiêu trừ Xa lìa càng ngộ về viên tình Hàng dụng giới ương so bao sáng Thương dính đình đùm để giúp tơ Hoa bồ bồ đề khắp trang nghiêm Tùy theo chỗ thường an lệ Nam mô tội tà vô chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Nam mô tội tà vô chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma